Dư địa chí xã Bình Dương. Về NBSP, giới thiệu. Bình Dương là một trong 21 xã, phường của thị xã Đông Triều. Dư địa chí xã Bình Dương, Đông Lâm, Hoàng phần giới thiệu. Tân Thành, Bình Dương là một trong 21 xã, Bình Dương của thị xã Đông Bắc Triều. Mã 1 gồm Bắc Mã 2, Đạo Dương, Đông Lâm, Lăng, Hoàng Xá, Tổng Tân Diện Thành, Tự Nhiên, Đông Thành đến năm 2010 là 1.017,4. Bắc Mã 1, Bắc Mã 2, Đạo Dương, Chi Lăng.